Màn báo cáo cực đáng yêu của anh chồng từ 12 giờ trưa đến 12 giờ đêm khi vợ vắng nhà. Vậy anh đã về rồi, anh đi ngủ đây, anh mệt lắm rồi. Anh đang ngủ dậy, bây giờ anh soạn đi đá banh nha. Anh đá banh xong rồi, giờ anh về như vậy. Xong rồi nha, anh đang đi nhậu với Linh nè. Anh đang đi đổ xăng rồi. Vậy nha. Tình hình là như thế này bạn ơi. Anh hai xỉn rồi. Giờ anh còn anh với thằng Linh, nhưng mà tụi anh sợ ngủ rồi. Không biết thằng hai, thằng ba vậy đó. Ngủ ngon hôm nay. Vậy luôn hôm nay. Ba lo mà xỉn tự yếu thiệt chứ. Vậy nha, về gọi điện nha bà xã. Mày không gọi tao thì chia tay á. What the hell? Anh đi toilet, anh có nói luôn không anh? Chia tay lẹ đi, yêu đương gì báo cáo khan. Không thấy khen giỏi khen ngoan được câu nào. Anh nói nghiêm túc, đéo đùa đâu. Rồi quan trọng là lúc tắt thì làm gì. Thằng bồ tao kè kè đây. Ngày ba cái báo cáo mà vẫn bị cắm sừng. Kiểu gì? Mày không gọi tao là chia tay á? Trời ơi chưa. Mày đang bật nhạc đúng không? Ai đấy? Anh ở cạnh nhà mày đây. Thôi, em xin lỗi, để em cho nhỏ nhạc. Anh cũng đang buồn, mày cho to nhạc lên tí cho anh nghe cùng với. À đâu. Bật cho bài Đôi Bờ. Chồng ơi, chiều chồng ăn gì vợ nấu ạ? Chồng đi làm về rồi đi đá bóng nha. Vợ ở nhà dọn nhà rồi nấu những món ngon cho chồng ăn nhé. What the hell? Sao dạo này vợ dịu dàng với chồng thế? Vợ dịu dàng thế này làm chồng sợ quá. Lương tháng tăng lên 70 triệu thì chồng xứng đáng có một người vợ nhẹ nhàng, dịu dàng và tình cảm mà. Chồng đừng sợ nha, vợ từ nay sẽ luôn ngoan hiền, dịu dàng với chồng, yêu chồng. Ôi trời ơi. Cũng phải thôi, lương mình 70 triệu trên năm nên đâu có dám đòi hỏi gì. Chồng về còn tắm, chồng ỉa còn rửa đít cho chồng cơ, lương 70 củ xứng đáng mà. Nani? Dạ thế này là xứng đáng được rửa chân hàng đêm. Wow. Tao lương gấp mấy lần đấy mà vợ vẫn chửi. Kiểu gì? Đúng là lương 2 triệu 7 cái là vợ quát như chưa từng được quát. Phóng viên, tại sao mình lại lấy vợ sớm thế nhỉ? Chồng, 15 tuổi, vì em yêu vợ quá, sợ vợ đi mất nên em lấy luôn. Vợ 13 tuổi, vì yêu chồng quá nên em bỏ học về lấy chồng. What? 93 ngồi nghe 2K8 dạy cách yêu. Tại sao mình lại lấy vợ sớm thế nhỉ? Em yêu vợ quá thì sợ vợ đi mất thì lấy vợ. Em xin năm 2008 học lớp 8 vì yêu chồng quá nên bỏ học về lấy chồng về thì đi làm nước với bố mẹ. Nhờ cho em đi học nhiều thì em cũng không đi. Vì yêu chồng quá nên em bỏ người yêu cũ lấy chồng. 26 tuổi đọc xong khóc thét. Tuyệt vời đấy, tình yêu nó phải vậy chứ. Bỏ hết tất cả để về bên nhau. Sau nay mai cạp đất về ăn. Quá chuẩn luôn. 2K4 đang xem 2K8 bảo yêu quá nên phải cưới. Các cháu giờ yêu nhau mãnh liệt quá. 93 ngồi nghe 2K8 dạy cách yêu. Bạn thân tiết lộ Huyền 2K4 đang gặp tâm lý bất ổn sau phát ngôn đến với chồng là nhờ tiền lì xì nhiều. Khánh Huyền, mới đầu chồng mình nhắn tin làm quen, lúc đó mình có bạn trai rồi nên dép qua loa thôi. Thế nhưng đến hôm Tết bụt lại xin số điện thoại để mừng tuổi mình. Cứ thế lân la nói chuyện dần dà, yêu nhau lúc nào không biết, và giờ là chồng mình rồi. Wow. Đúng chất duyên tiền định, chứ không phải trời định.
nếu không giải quyết được bằng tiền thì sẽ giải quyết được bằng rất nhiều tiền. Quá chuẩn luôn. May cho chàng trai người yêu cũ quá. Nhắn tin làm quen không trả lời mà kêu đưa số tài khoản thì đưa hả? Cho năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Ông Bụt tới là có thật hả anh em? À đâu. Thế bạn trai kia ra sao rồi? Đầu sừng mọc như lông nhím nhá. Sao lại có bài, lúc đầu có anh kia làm quen, mình có chồng rồi nên chỉ ghép qua loa thôi, ai ngờ anh ấy giàu quá. Có chồng rồi sau gặp thằng nào xin số tài khoản lì xì nhiều hơn rồi lại đổi chồng mới à, vút vút. Đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn mà, chứ có mấy ba sơ hở là đòi bao nuôi, nhưng gửi số tài khoản coi nuôi được nhiêu thì đéo thấy mấy anh chuyển. À thế à? Gái có sắc phải đi với trai có tài, cụ thể là tài chính. Hai anh Tuấn, em nghe nói là anh chưa có bạn gái ạ? Ừ, đúng, em hỏi có gì không Linh, để cười anh à? Không ạ, ý em là em có thể tìm hiểu được không ạ? Wow. Tìm hiểu gì? Tìm hiểu tại sao anh không có bạn gái? Em rảnh rỗi, lo chuyện bao đồng thế à? What? Quê em mùa nước lũ, ngoài lục đồ án ra thì lục nước là có thật. Đến hẹn lại lên, mời quý vị dạo qua vài địa điểm du lịch nổi tiếng ở Hà Nội, thành phố ven sông nhé. Vịnh Bách Khoa. Nani? Xe bao ngập nước. Ôi trời ơi. Nhà đò sư phạm. Wow. Eo biển luộc. Thủy cung BNU. Làng chài công đoàn. Harbor ngân hàng. Bến nhà FPTU. Đảo nổi SUCE. Hu là hu ke hở. Đúng ngành đúng nghề nó phải khác. Quá chuẩn luôn. Trường không lụt, sinh viên lụt, không qua môn cấp thoát nước. Tôi học PTIT, bên cạnh có cái ao, ao sen, không ngập nước, chỉ là đi ăn ngập mồm. À thế à? Lần cuối mình có dịp ghé thăm thủy điện Bách Khoa là vào một tháng trước, lúc ấy nắng nóng kéo dài cạn trơ đáy, sinh viên uống trà đá dưới lòng hồ, thế mà bẵng đi một tháng đã đầy nước trở lại. Hiểu kiểu gì? Vịnh Triều Khúc. Hả? Like, đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ video nào từ kênh nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video.